Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ Ngày sách và văn hóa đọc tỉnh Bến Tre lần thứ 3 năm 2024, ngày 14 tháng 4, Ban Thường vụ tỉnh đoàn Bến Tre phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thi sản phẩm sáng tạo chủ đề ứng dụng công nghệ trong đảm bảo an toàn giao thông và hội thi Robocon tỉnh Bến Tre lần thứ 5 năm 2024. Hội thi đã tạo sân chơi giao lưu, trao đổi kiến thức về ứng dụng khoa học và công nghệ, sáng tạo và giải trí lành mạnh cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Đây là không khí sôi nổi của hội thi sản phẩm sáng tạo và Robocon tỉnh Bến Tre lần thứ 5 năm 2024. Năm nay, hội thi thu hút hơn 60 đội thi với 300 học sinh từ các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh tham gia. Với chủ đề ứng dụng công nghệ trong đảm bảo an toàn giao thông, các đội thi sản phẩm sáng tạo đã thiết kế chế tạo các công cụ, thiết bị cảnh báo, giám sát an toàn khi tham gia giao thông. Riêng hội thi Robocon có hai bảng thi đấu là bảng phong trào và bảng rồ. Bảng phong trào sẽ điều khiển robot thi đấu bằng tay, bảng rồ tập trung vào lập trình robot tự hành và thực hiện gấp, nâng kết hợp di chuyển. Để hoàn thành đề bài đặt ra, các đội chơi đều rất trăn trở, thảo luận góp ý rất nhiều. Qua hội thi, các em là đồng đội hiểu nhau nhiều hơn. Dù có áp lực về kết quả và thời gian, tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, tuy nhiên với niềm đam mê sáng tạo, các đội chơi đều đã vượt qua được những thử thách. Hôm nay thi Robocon thì đội của em gồm 5 người thi vào nội dung sáng tạo khoa học kỹ thuật về ứng dụng an toàn giao thông. Ứng dụng an toàn giao thông và thi Robocon thi đấu. Cuộc thi như thế này còn giúp chúng em phát huy những cái khả năng để từ đó mà sau này được định hướng tốt hơn về nghề nghiệp tương lai của mình, và từ đó để phát triển khoa học kỹ thuật của tỉnh nhà nói riêng và cả nước nói chung. Khoa học kỹ thuật ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, là chìa khóa để giải quyết những vấn đề cấp bách của nhân loại, đồng thời cũng là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội. Trên cơ sở đó, ban tổ chức hội thi mong muốn hướng đến mục tiêu phát hiện và bồi dưỡng nhân tài về khoa học kỹ thuật cho quê hương đất nước. Thông qua hội thi này, chúng tôi mong muốn là phát huy được cái đam mê, cái khát khao của các em và trong cái lĩnh vực công nghệ và khoa học kỹ thuật, và đặc biệt là các em dám ước mơ, dám khát khao, dám đặt mục tiêu và biến mục tiêu của mình trở thành hiện thực, và có thể là trở thành những chuyên gia trong những cái lĩnh vực công nghệ trong thời gian sắp tới, để góp phần là tạo ra cái giá trị cho bản thân cũng như là tạo ra những cái giá trị cho cộng đồng và cho xã hội. Cùng ngày, ban tổ chức đã bế mạc hai cuộc thi và trao giải cho các đội thi hoàn thành tốt. Đối với hội thi sản phẩm sáng tạo, chủ đề ứng dụng công nghệ trong đảm bảo an toàn giao thông, giải nhất thuộc về sản phẩm thiết bị kiểm soát đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe đạp điện, trường trung học cơ sở Tân Thạch, huyện Châu Thành. Đối với hội thi Robocon lần thứ 5 năm 2024, đội thi hoàn tốt trường trung học cơ sở Tân Thạch, huyện Châu Thành đạt giải nhất bảng thi phong trào, và đội thi MBT Team trường trung học phổ thông Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc đạt giải nhất bảng thi rồ. Qua hội thi đã thúc đẩy phong trào sáng tạo đam mê khoa học, phong trào sáng tạo Robocon trong học sinh sinh viên, đẩy mạnh chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác của đoàn, phát huy vai trò của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số, vận dụng ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống.